Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em trên kênh YouTube. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để vệ sinh nguyên nhân vì sao cái dòng máy Rico này. Vì đối với cái dòng máy Rico nó có một cái lỗi đó thường xuyên mà nói chung là gặp, đó là khi chúng ta photo nó thường hay kéo liên tục 10 tờ hoặc 5 tờ một lần, nó kéo nhiều tờ liên tục một lần. Tại nguyên nhân nó tại vì sao? Thì anh em cứ nghĩ là do xu kéo hoặc do băng tải của xu kéo tray nó bị mòn hay là bị lao ngà, nó bị bụi bẩn là nó kéo cái hiện tượng kéo liên tục nhiều tờ. Nhưng mà không phải anh em, cái nguyên nhân đó của cái lỗi mà kéo liên tục mà nhiều tờ là nó nằm ở đây nè. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn, hướng dẫn anh em thấu cái này luôn nhé. Khi chúng ta thấu này, chúng ta chỉ cần lại cái miếng tráng này rồi cho mình. Đó, lấy cái miếng tráng này rồi. Sau đó chúng ta sẽ đẩy thụt lùi lại. Này, dùng ta nâng cái delay, đẩy thụt lùi cái đây là lái lên. Thì sau khi chúng ta lái lên cái này đó, thì cái nguyên nhân nó không phải nằm ở trong cái cụm này đâu. Đó, nguyên nhân không phải nằm trong cái cụm này. Thì chúng ta sẽ để riêng nó qua bay. Thì nguyên nhân nó nằm ở cái cụm này nè anh em. Khi mà nó kéo liên tục nhiều tờ á, có nghĩa là thằng này nó bị lao ngày, nó bị rít, thì nó sẽ không giật lưu lại, nó cũng là không giật lưu lại. Khi nó qua một tờ nó sẽ giật lưu lại, thì cái hiện tượng mà nó bị đơ hoặc là bị rít lao ngày, nó sẽ đứng yên, thì nó bị đứng yên. Thì khi kéo giấy nó sẽ đẩy qua một lần một lúc nhiều tờ luôn, nó kéo được bao nhiêu tờ nó sẽ đẩy lần nhiều tờ kéo theo. Thì anh em sẽ thấu cái con này ra và chúng ta sẽ dùng rời bị bãi xịt trong cái trục đó. Này, chúng ta sẽ nại phía dưới đây nè, nó có cái chốt này, ta sẽ rút rồi đó. Thì chúng ta sẽ dùng rời bị bãi, chúng ta sẽ xịt vào cái trục đây, cũng như đó, xịt vào trục này, xịt vào trục này, cũng như vệ lái cầu. Chúng ta sẽ vệ sinh rửa sạch sẽ cái thằng này, thì mình sẽ vệ sinh luôn. Để đây, chúng ta sẽ dùng cầu này, chúng ta vệ sinh. Thì chúng ta sẽ dùng cầu để vệ sinh sạch sẽ nó, cũng như lau sạch sẽ luôn. Thì ta vệ sinh sạch sẽ để cho nó có độ rít. Chúng ta sẽ bây giờ nghe chú đứng tốt bên kia, cháu quay vào đằng đây nhưng mà thái chú luôn đi nha. Nó quay cỏ nó phàn đây luôn rồi đó. Đúng rồi. Chứ là đúng mà quần đậm xanh luôn á, để chập mở quá. Đó, sau khi chúng ta vệ sinh cầu sao chúng ta lắp lại thôi. Lắp lại thì chúng ta sẽ đẩy cái đầu này vào trước nè. Đó, chúng ta sẽ đẩy lui lại cái sao để thở nó vô cái góc này. Đấy, đây ta gán lại thôi nhanh đó. Đó là không cần, thì đó là cách để vệ sinh khi mà có cái hiện tượng nguyên nhân là rút giấy nhiều tờ, rút liên tục dù 5-6 tờ 10 tờ không ạ, nói chung là kéo một lần nhiều tờ. Thì đó là cách để vệ sinh đó. Thì hướng dẫn cho tất cả các bạn đó. Nhớ like subscribe ủng hộ kênh để có nhiều video mới. Anh em có gì cứ bình luận bên dưới, mình hỗ trợ được cái gì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.